Thảo hay nói với phụ huynh của Iflita đó là thật ra cái chuyện mà cha mẹ học cùng với con nó là một chuyện thôi. Một chuyện khác nữa cũng rất là quan trọng mà chúng ta phải làm, đó là tạo thành những cái cộng đồng để ở đó các bạn nhỏ cùng học với nhau và cùng có cái động lực để cùng đua nhau học. Thảo còn nhớ rất là rõ là, tức là mình cảm thấy rất là may mắn là mình sinh ra và lớn lên ở trong một cái vùng mà đất học. Nên là cái thời của Thảo thì thời 8X mà, cha mẹ lo ăn, lo mặc thôi chứ đâu có lo đến cái chuyện là con phải học này học kia đâu. Chuyện đó là không có. Nhưng mà Thảo thì rất là hên là cái lứa của Thảo á là có rất là nhiều bạn học giỏi, và thật ra là đất đất mà cái vùng của Thảo ở thì người ta gọi là đất học. Nên là cha mẹ thì không có giục đâu, nhưng mà mình nhìn xung quanh bạn bè mình học giỏi quá. Mình không thể để thua được, có nghĩa là nếu như mà mình học mà học kém á thì mình cảm thấy rằng là tự dưng mình thua kém bạn bè quá nhiều á. Nên là những cái đứa bạn xung quanh của mình nó học giỏi cả thì mình cũng cố gắng mình học. Mình không thông minh bằng chúng bạn của mình thì mình phải cố gắng chăm chỉ hơn. Và cái chính cái điều đó nó thôi thúc Thảo từ cái thời mà gọi là học cấp 2, cấp 3. Thật ra cấp cấp 2 là chưa có nhiều đâu. Cấp 1, cấp 2 thì Thảo thấy là các bạn học giỏi thì mình cũng cố gắng học giỏi thôi. Nhưng mà đến khi cái cấp 3 là cái điều đó nó rất là rõ ràng luôn. Cái người bạn thân của Thảo á, đi thi đâu đậu đó. Đi thi là học sinh giỏi tỉnh mà cứ đi thi là cứ giải nhất giải nhì của tỉnh. Xong rồi bạn thi đại học cũng vậy, bạn thi đại học đậu hai trường và đậu với số điểm rất là cao. Thì mình nhìn thấy bạn học, bạn vừa thông minh và bạn vừa chăm học. Quay trở lại nhìn mình thì không thông minh lắm, thì mình phải chăm gấp đôi bạn chứ đúng không? Nên là đó chính là những cái nguồn động lực mà vô cùng lớn. Mình nhìn xung quanh thấy ai cũng giỏi, chẳng nhẽ mà mình học không giỏi sau này bạn bè nó thành công cả mà mình không có thành công, hoặc là mình mà không có công ăn việc làm ổn định thì nó sẽ rất là kiểu cảm giác rất là nhục á. Nên chính nhờ những người bạn của Thảo mà Thảo chăm hơn rất là nhiều. Có những cái thời mà Thảo học để thức đến 1 giờ sáng để học, tức là bác hàng xóm dậy đi vệ sinh và thấy đèn của Thảo vẫn sáng thì luôn luôn hỏi là tại sao Thảo làm gì mà thức trễ vậy. Thì thực ra là chỉ để học thôi, ngồi mà giải toán, nó giải hết cuốn này sang cuốn khác là đơn giản, là bởi vì là bạn bè mình quá giỏi đi và mình không giỏi bằng người ta thì mình phải chăm hơn người ta. Vậy cho nên là Thảo nói là nếu như mà trong cái quá trình học tiếng Anh á thì chúng ta không chỉ là cái sự đồng hành của cha mẹ đâu, mà nó rất cần có những người bạn. Và nếu như chúng ta tạo được những cái cộng đồng nhỏ và những cái đứa trẻ trong đó nó chơi với nhau, thì nếu như mà chỉ có nhà mình nói tiếng Anh không á thì trẻ nó sẽ rất là ngại, nhưng mà ba bốn nhà, năm sáu nhà hoặc là một cộng đồng xung quanh đó đều nói tiếng Anh cả thì những đứa trẻ nó chơi với nhau và nó thấy là người này học tốt, bạn này học tốt mà tại sao mình không học được. Thì khi mà trẻ biết đọc đặt cái câu hỏi đó là trẻ đã có cái sự tiến bộ bên trong rồi. Nên trong tiếng Anh nó có một cái thuật ngữ gọi là peer pressure, là sự gọi là áp lực từ những bạn bè cùng trang lứa. Các bạn để ý đi, chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta mà nhìn bạn bè chúng ta có thể làm được rất là nhiều việc thì mình cũng có động lực để mình học chăm chỉ hơn, mình có thể trở thành người tốt hơn chứ đúng không? Còn nếu như mà bạn bè của mình thì thôi ai cũng tàng tàng như nhau cả, hay là bạn bè mình là những cái người mà chơi không có, hoặc là bạn bè của tụi nhỏ mà thấy đứa nào cũng ham chơi thì con mình nó ham chơi là cái chắc. Nhưng nếu mình tạo được những cái cộng đồng tích cực, chăm chỉ học hành thì chắc chắn con mình sẽ là người được hưởng lợi đầu tiên. Nên là năm 2024 này Thảo đang nung nấu một cái ý tưởng và một cái hoạt động, đó là tạo những cái câu lạc bộ tiếng Anh gia đình ở các địa phương á. Thì đó sẽ là Thảo hy vọng sẽ là cái môi trường để cho bạn nhỏ nào cũng có điều kiện để phát triển tốt hơn các bạn nhỏ ngày hôm qua. Nếu ai muốn tham gia hay là ai thấy cái ý tưởng này hay thì nhớ comment mình Thảo nhé, để Thảo có thêm động lực để Thảo triển khai cái mô hình này càng sớm càng tốt nhé. Và nhớ hãy chia sẻ cái video này tới những người quan tâm nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, bởi vì những cái chia sẻ hay là những comment của các bạn sẽ là một cái động lực vô cùng lớn để Thảo và Iflita có thể làm được nhiều hơn cho cộng đồng.